sữa cho anh Vinh uống này các bạn. Trà sữa anh Vinh uống thử đi, ngon á. Thử rồi. Coi ra tình hình đây bán trà sữa làm sao. Ngon không? Ngon không? Thấy bình thường chứ có ngon lạnh gì đâu trời. Em uống thử đi. Em thấy cũng được à, không ngon lắm. Mấy ly trà sữa này em uống vô thấy cắt cần cổ à, không biết có quá chắc không nữa. Không biết có để được tinh không nữa, sao uống xong mà cổ ngọt hoài luôn. Mà sao trong cái ly trà sữa này không thấy một cái viên trân châu nó trơn vậy? Trà sữa này nó không có trân châu, nó chỉ có duy nhất một hạt hà. Không biết là trân châu không, phải làm sữa tươi trân châu đường đen uống đi. Đúng rồi đó anh Vinh, hay giờ mình làm sữa tươi trân châu đường đen đi. Làm sữa tươi trân châu đường đen quá tầm thường rồi. Mình phải làm cái bình sữa tươi khổng lồ, rồi mấy cái viên trân châu viên nào viên nấy nó bự mình lớn vậy nè nó mới đã. Đó, mỗi bạn bưng một thùng sữa cool hết nha. Và đặc biệt là sữa tươi trân châu đường đen thì chúng ta không thể nào làm bằng loại sữa trái cây hay là sữa cacao được. Dạ, khui sữa đổ ra sẵn hay là sao anh Vinh? Quá trình làm sữa tươi trân châu đường đen này á, nó không có hề khó. Cái sữa này chúng ta chỉ cần đổ ra, pha với đường đen, bỏ thêm ít trân châu vào là nó xong cái thử thách này rồi. Cái vấn đề khó nhất là bây giờ cả team chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm trân châu. Anh làm chi cái cục trân châu nhỏ xíu như vậy, anh làm cái cục trân châu á là phải bự bằng cái đầu của Thanh ăn mới đã. Chú làm cục trân châu bự bằng cái đầu của Thanh tao cho mày ăn nha. Anh Vinh sẽ chỉ các bạn nguyên liệu để làm hộp trân châu nha các bạn. Đây nè, đây. Để mà làm được cái viên trân châu nó ngon thì các bạn cần có những nguyên liệu sau. Đầu tiên là bột cacao, đường thốt nốt, là bột năng, bột gạo. Rồi nguyên liệu mình chỉ cần nhiêu đó thôi đó. Bước 1 là bỏ đường thốt nốt và bột Milo vào nước. Gác cái nồi xuống đây đi, 500ml nha các bạn. Ở đằng đây là mình đã canh sẵn rồi nè. Chế vào. Tiếp theo là mình bỏ 3 viên đường thốt nốt vào trong này. Đập. Đập cho nó nhuyễn ra như thế này nè các bạn, để mà cho nó mau hòa tan vào nước nóng. Mấy cái đường thốt nốt này nó ngọt dữ lắm. Rồi xong, chút vô nè. Anh quay qua anh coi thằng Đãi đang làm trò gì kìa. Các bạn không cảm mình gặp đồ ăn mình tìm chết không có được. Chút ra khoảng một nắp Milo là đủ rồi. Chủ yếu là cho nó có màu viên trân châu cho nó nâu nâu thôi. Nhiêu vậy thôi, đổ vô nè. Rồi xong phim, đợi cho nó nóng tự nó hòa tan ra. Khi đường tan các bạn nhắc xuống được rồi. Bước thứ hai đó là... Là cái gì? Nói lẹ coi. Nãy giờ không có nói đâu mà biết. Không biết cũng làm tâm ngầu làm gấm, đổ tay lên mà nghe. Đổ hai bịch bột năng này vào. Cần 300g bột gạo. Cần đi. Cần đi. Cái bịch đó 400g đó. Cần 300g. Đổ thêm nửa hũ Milo vào. Tại vì cái viên trân châu của mình nó màu nâu mà. Đúng không? Rồi xong nửa hũ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ trộn lên, lấy bao tay ra cho anh đi. Chúc ai ăn trân châu thì ăn đi nha. Mình là không dám ăn rồi đó, sợ tào tháo gượt lắm. Tới quá trình nhồi bột các bạn phải rửa tay thật sạch nha. Có nước nhồi bột rồi thì bây giờ tới khâu nhồi bột. Đổ nước vào. Sẽ chế nước này vô, quậy mạnh lên Tiểu Cường ơi. Mạnh mẽ lên. Thằng Cường này bánh bèo dữ rồi trời. Nhào bột xong là ra như thế này nghe các bạn. Đó các bạn nhìn nè. Quá đã luôn phải không? Nó giống như là xì lam vậy đó. Nè. Đó. Tuy nhiên thì nó như thế này đó. Nó đã hơi lỏng rồi. Lúc nào mình đã nhờ bạn Đại chạy đi mua thêm một bịch bột năng nữa chế vào nha. Tại vì viên trân châu mà nó phải cực kỳ cứng luôn, giống như là cục đất sét vậy đó. Bạn thả vào nước nó mới ok. Còn như thế này nó bị nhão rồi. À, nhão nó chảy xuống nè. Đó, chưa? Chưa đủ đặc. Nó như xì lam vậy đó. Mà giờ cũng nhỏ nhỏ giống như tao nè, bự quá ăn không được đó. Anh Vinh, anh đang dò cho ai ăn vậy hả? Trời ơi, ăn cái cục trân châu này chắc no tới tối luôn quá. Team mình đang trong giai đoạn nặng trân châu. Đó, quay cho các bạn coi để các bạn biết nè. Các bạn uống sữa tươi trân châu đường đen thì cái viên trân châu được làm như thế nào. Thì đây chính là cái quá trình. Tao nặng ok. Đây xe. Trời ơi mày xe cái gì kỳ vậy đại ca. Xe gì vậy thôi. Đó nó ra viên nè. Tiếp theo là trộn bột năng. Thì ra cái tiệc chiêu múa quẹt của anh các bạn được phát minh ra từ cái lúc nặng trân châu. Trân châu này làm dễ lắm. Anh Vinh cũng đã chi gõ rồi. Các bạn rảnh ở nhà làm thử nha.
mũi nó bay trước mặt mày hoài kìa Quang. Con mũi chết chưa? Con mũi bay mất tiêu rồi trời. Cuối cùng thì mày cũng đã chết rồi. Làm sao mấy bột này dơ quá các bạn ơi. Làm cho nó sạch mới được. Bước này thì quá đơn giản là thắng đường đen. Đấy, chế vô. Một lon chạm với đao như thế này thì không biết nhiêu ml nữa, đang hồi coi coi. 300, chế khoảng chừng 500 ml thôi, hai lon là đủ rồi. Do đường đen anh Vinh còn ít quá cho nên anh mới thay bằng đường hút nốt nha các bạn. Giờ mình sẽ ngồi ở đây đợi cho cái nước này nó khô, nó kẹo lại thì nó sẽ thành đường đen thôi. Quá trình làm đường đen dễ như vậy? Quá trình làm sữa tươi chân châu đường đen này rất là đơn giản, trừ quá trình làm chân châu là hơi phức tạp thôi à. Quá trình nấu chân châu nó cũng tốn nhiều thời gian lắm. Để lên trên này nha, tại cái nồi bành kia mà cái bếp có chút xíu à. Thả chân châu qua mấy đứa ơi. Chân châu để qua. Thả chân châu qua. Những viên chân châu cuối cùng. Nãy giờ mình khuấy liên tục mà nó muốn dính lại với nhau luôn á. Hút nốt nó tan nè anh Vinh ơi. A few moments later. Anh Vinh ơi, nãy giờ em để ý cái màu nước chân châu của mình nó sai sai làm sao á. Khuấy ở đây không có gì sai đâu, tất cả hết tên ở anh đi. Vớt chân châu lên cho bạn xem nha. Chân châu của mình giờ cũng chín rồi. Rồi luôn. Cái này cứt mũi hay gì vậy trời? Sao chân châu mình nó rã ra hết trơn vậy? Đâu vớt lại. Nè. Công ngờ vua đầu bếp cũng có ngày thất bại. Hay à, không thất bại làm sao có thành công. Anh hỏi cưng hồi xưa cưng nhảy xuống sông cái cưng biết bơi liền hay gì? Dạ không, em thấy em bạn em nó nhảy xuống sông á, cái em nhảy theo. Em đâu biết bơi đâu. Cái cha em không giới em bơi, ông quýt em quá trời luôn, ông chửi em ngu. Phải rồi đó. Muốn thành công là phải thất bại. Muốn biết bơi thì phải uống nước mấy chục lần mới biết. Hợp lý không? Hợp lý. Muốn biết gọt trái cây giỏi thì cái tay cũng phải bị đứt tay nhiều lần thì gọt nó mới giỏi được chứ hả? Đúng vậy, đúng vậy. Muốn biết lái xe thì phải té xe nhiều lần như em nè. Một thẹo nè, hai thẹo nè, ba thẹo nè. Người ta làm thành công thì mình khoái, mà tới lúc mình thất bại á thì mình buồn, mình chán nản, người ta gọi là thiếu năng lực. Mày đang nói bậy phải không đại? Sao mày ngon không? Cái này là cái gì á ông nội ơi? Chứ không phải chân châu các bạn. Làm chân châu thất bại rồi, chẳng lẽ bỏ video anh Vinh? Dạ anh tính sao đây? Lần đầu tiên thất bại là chuyện bình thường, anh đừng có nản. Trong từ điển của mình không có chữ nản. Thất bại làm lại. Thất bại một lần làm lại hai lần. Thất bại lần thứ hai làm lại lần thứ mười. Làm hoài vậy đó, chừng nào được mới thôi. Bây giờ mình và cả team đây sẽ bắt đầu làm lại cái chân châu này, để coi tìm ra được cái lỗi lúc nãy là mình sai chỗ nào nha mọi người. One hour later. Lần này là bọn mình dò mấy cái viên chân châu nó bự bằng hơn con chim cái nữa. Lý do hồi nãy bọn mình thất bại là bởi vì nước chưa có sôi mà thả chân châu vô rồi, cho nên chân châu nó hòa tan đi theo dòng nước luôn bạn. Lần này là thành công nè. Ngon. Rất ngon rồi. Bây giờ mình sẽ vớt chân châu thả ngoài nước để một hồi cho viên chân châu nó dai. Sau đó mình sẽ lấy viên chân châu thả vào trong đường đen. Viên chân châu này bự quá, chắc ăn 2 viên no nóc rồi. Bên cạnh những viên chân châu bự thì mình cũng có làm sẵn một ít viên chân châu nhỏ, đổ vô trong này luôn đây. Nè, vớt nó qua, thả nó qua. Ngâm nước xong rồi thì chút qua bên đây ngâm đường đen. Đường đen của mình nó cũng còn ấm ấm nè. Thả qua bên đường đen nha. Đó. Ôi trời, cái viên chân châu bự dữ vậy không biết nữa. Đây. Quá trời nó thơm luôn rồi. Giờ bọn em đổ sữa tươi ra nha. Ở đây có mấy thùng sữa chua nè, rồi chừng nào quay clip xong anh cho mỗi đứa một thùng nha anh. Ừ. Giờ em lấy sữa trước luôn nha. Em lấy thùng sữa cam. Em lấy thùng sữa cam. Cười gà uống luôn, khát nước quá. Khát nước sẽ. Wow, có thể gì nè các bạn. Bước 1, cào và tìm các chữ cái ở phần cào. Bước 2, tập hợp và ghép nó các chữ để nhận giải thưởng. Wow, vậy nhớ được cái tủ lạnh với con bò mua siêu to khổng lồ nè. Lần này sữa cun chi lớn dữ trời. Không lẽ sữa cun ship con bò về đây luôn hả trời? Vậy là sắp tới mình có clip chắc sữa bò nha các bạn. Tầm bậy tầm bạ không. Cái con bò ở đây là cái con bò thú bông. Trời, không lẽ giờ đi ship nguyên cái con bò về đây để anh ăn thịt hay vậy? Người ta là con bò mua nhồi bông khổng lồ mà ông Quang đọc thiếu chữ nhồi bông làm cứ tưởng sữa cun tặng luôn nguyên con bò. Ừ.
siêu phàm. Chương trình đổi thưởng như thế nào thì lật ngoài sao mà khẽ là có nha các bạn. Chích sẵn mấy cái hộp sữa ra đây. Xịt vào đây, nhớ đừng có để cho sữa nó xịt ra ngoài nha, phí lắm nha cưng. Ông dài mưa quá trời luôn. Anh Vinh đang bưng sữa ra nghe các bạn. Từ từ thôi. Ông dài trời mưa hoài mà hãy mưa xuống cái là mình nói chuyện các bạn không có nghe luôn. Mà trời thì tối tăm mù mịt, lấy gì quay phim bạn coi rõ nét được. Đấy. Rồi đường đen nó chưa đứt đường. Rồi xách cho đem mình ra, đem ra. Nhanh đi, nhanh đi. Trong cái thùng sữa, cái bình sữa bú này nè. Chút xíu đứa nào có hồi nhỏ có thiếu thốn sữa mẹ gì không? Thằng Đại có thiếu thốn sữa mẹ không? Sao em quá dư rồi. Mập mà. Dư dồn vô cái bụng mà hết rồi. Đây, chế vào nha các bạn. Ui chà chà. Đường đen. Xong. Rồi múc sữa. Múc sữa chế qua Tiểu Cường ơi. Đây chế vô. Đổ ào 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 vô. Ủa đẹp quá. Quá trời đẹp luôn rồi. Quá đẹp luôn. Trân châu đây, viên trân châu siêu to khổng lồ. Rồi, bỏ bức thêm. Món nữa. Để cho thằng vô. Thằng Đại này lúc nào cũng ăn dụng chân á. Tao có ăn dụng đâu. Mày nhai còn dính răng kìa. Nước đã tới đây. Trời ơi, nó còn có miếng đường đen à, chế vô luôn. Nước đá đâu. Nước đá đâu, bỏ vào cái thau này đây. Đổ hết vô. Ba giây tưởng niệm là thành quả ngày hôm nay. Múc lên, rồi cái ly ra cho anh coi. Thằng nào lấy cái giá này vậy? Cường á vậy. Thằng ơi, tao múc mà anh đưa cái giá này nè. Đây, rồi cất cái giá này đi chỗ khác đi. Ai uống trước? Em. Từng ơi. Là nhỏ nhỏ thôi, điếc cái lỗ tai qua. Mỗi người hai giá. Uống sao cho hết cái thau với hết cái chai đó cho anh mới chịu nha. Em nè anh Vinh. Em đây cái ly này của Tiểu Dương nè, uống đây. Vừa bổ. Em từ từ, thằng mập địch này làm gì nôn nóng như vậy cưng. Ham uống. À. Quá ngon các bạn ơi. Anh Vinh ơi, anh uống thử đi. Anh không uống là mấy em uống hết luôn á. Đâu Vũ Thanh ăn thử rồi bình luận cho các bạn tao biết coi. Nó hơi dai anh Vinh. Chứ mình pha bột cacao khá là nhiều. Vì vậy mà bây giờ nó rất là thơm mà nhai giống như nhai kẹo. Nhai con gãy cái hàm răng luôn mà chưa có nát nữa. Anh nhai có cái viên nhỏ mà anh muốn gãy răng rồi. Còn em nhai hai cái viên bự này nè, nó muốn gớt cái hàm ra luôn á. Hai đó em làm gì kìa? Đang làm gì đó? Mày xuống chưa? Nãy giờ mình bị mắc nghẹn cái viên chân trâu bự ngay cổ nè các bạn. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình ăn chân trâu luôn nha bạn. Ăn hết nổi luôn rồi. Mày nhai chân trâu mà mày làm gì uống không độc vậy? Nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên đăng ký kênh của mình, nhấn vào cái chuông luôn để ủng hộ cho team mình có thêm động lực để mai mốt sản xuất ra những cái video mới nó chất lượng hơn nữa, hay hơn nữa, chất hơn nữa. Bye bye và hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo. Bye.